Bộ não của chúng ta đấy, nó hoạt động dựa vào cái niềm tin của chúng ta. Nếu mà chúng ta tin cái gì là bộ não chúng ta nó sẽ hoạt động đúng y chang như vậy. Vì vậy nếu các bạn mà tin các bạn học dốt thì chắc chắn các bạn sẽ học dốt. Thầy nói cho các bạn biết về bí mật này nha. Để mà hiểu về bí mật này, các bạn với thầy cùng nghe một câu chuyện ha. Thằng Tí nó đang ngồi ăn xoài với má nó, và má nó đang ngồi gọt xoài ông, thì má nó nói là: Tí, đi xuống bếp lấy cho má hũ muối. Nó nói: dưới bếp tùm lum thư làm sao con thấy được. Má nó nói: đi đi, bên phải nồi cơm điện ấy. Nó nói: dưới bếp tùm lum thứ làm sao con thấy được. Má nó nói: đi đi, nó sợ quá. Nó nói: đi đi. Nó đi xuống bếp, nó nhìn vòng: má ơi, không thấy. Má nó nói: nhìn cho kỹ, bên phải nồi cơm điện ấy. Nó nhìn một vòng: nồi cơm điện đây, bên phải là bên này. Nhìn nhìn: má ơi, không thấy. Má nó tức quá, má nó đi xuống, má nó cầm hũ muối dằn trước mặt nó. Má nói: cái gì đây? Má nói: ơ, sao nãy giờ con cũng nhìn mà không có thấy. Ai trong số các bạn đã từng nhìn mà không thấy? Đưa tay lên. Có không? Có đúng không? Có những lúc tự nhiên chúng ta đi tìm cái chìa khóa, nó nằm trước ngay trước mặt chúng ta, chúng ta nhìn rõ ràng nó nằm chà bá lửa trước mặt ta, mà ta cứ nhìn qua nhìn lại tìm mãi không có. Đó là những cái lúc nào? Đó là những cái lúc chúng ta đang vội, chúng ta gấp cái gì đó mà quên mất một cái gì đó. Chúng ta chạy vào phòng và chúng ta với cái ý định rằng: trời ơi, hết giờ tới nơi rồi mà còn không biết. Trong cái đầu chúng ta suy nghĩ là khả năng mà tìm được chìa khóa là rất khó, đúng không? Vì vậy chúng ta chạy vào, chúng ta nhìn mãi mà không có. Và cuối cùng là ai đó nhìn thấy chúng ta lăng xăng và nói: tìm gì vậy? À, cái mình nói: đang tìm chìa khóa. Và họ nói: kìa. Và mình nói: ố, sao nãy giờ nó nằm ngay trước mặt mình lại không thấy. Các bạn hiểu thầy nói không? Đây chính là nguyên tắc quan trọng nhất đầu tiên thầy cần các bạn biết. Đó là bộ não của chúng ta đấy, nó hoạt động dựa vào cái niềm tin của chúng ta. Nếu mà chúng ta tin cái gì là bộ não chúng ta nó sẽ hoạt động đúng y chang như vậy. Nếu các bạn tin mình là người học sinh giỏi thì các bạn nhất định sẽ học sinh giỏi. Khi bạn tin điều gì thì tự nhiên bộ não của bạn nó sẽ điều khiển mình đi tiến về cái hướng đó. Ví dụ như bạn nói rằng: tôi nhất định là một học sinh giỏi, và thế là bộ não mình nó sẽ suy nghĩ là bây giờ muốn cải thiện thành tích, mặc dù mình đang rất dốt nha, nhưng mà nếu mà mình muốn lên trở thành học sinh giỏi là chuyện bình thường, nó không có gì đặc biệt. Học trò của thầy, rất là nhiều học trò đã làm được điều đó. Các bạn biết, chỉ cần các bạn có niềm tin thôi thì các bạn sẽ biết cái bộ não nó sẽ điều khiển là đi tìm thầy nào, cô nào, bạn nào để học, để họ giúp đỡ mình. Và như vậy chúng ta sẽ trở thành một học sinh giỏi. Vì vậy thầy nói cho các bạn biết, tất cả chúng ta sinh ra, mỗi người đều có những cái thế mạnh của riêng mình. Và người thành công chính là người tập trung vào thế mạnh chứ không có tập trung vào thế yếu. Xem thế yếu là bình thường, xem thế mạnh là một niềm tự hào. Nếu các bạn hiểu được điều này, các bạn sẽ trở thành học sinh xuất sắc, và trong tương lai sẽ là một công dân, một doanh nhân, một con người có ích cho xã hội và có những kết quả tốt đẹp cho chính bản thân mình và gia đình của mình.